Tình yêu của anh à, em có muốn sau này chết đi tên em sẽ nằm trong gia phả dòng họ nhà anh không? Em thì này, cười sướng này, với vài ba câu ong bướm đã cười sắc sủa thế này rồi. Ôi đấy, gọi điện luôn mới sợ chứ. Em này ấy, là hot girl ở trường, buôn với em ý thì mất cả ngày. Bà cho tôi mượn cái sạc pin nhá. Em à, anh đây. Bạn bè em nói anh đẹp trai á. Anh không tin. Anh thấy anh đẹp trai bình thường. Chỉ những người ghen ghét mới nói anh không đẹp trai thôi. Mà đẹp trai ấy, thì có gì sai cơ chứ. Ơi nhộ, bác là mẹ của Phan này. Thôi giúp người ta gọi mẹ của Phan trong học hành như thế đâu nhá. Thế nhá, đừng có gọi nữa. Đừng coi một người học đi. Gương kia ngự ở trên tay, thế gian ai đẹp được dường như Linh. Đương nhiên, chỉ có một mình Linh thôi. Mọi người có thể im lặng một tí được không? Đang ngủ cứ ồn ào. Có biết cả đêm qua em không ngủ được không? Đang mơ đến hoàng tử. Quạng anh ơi, cả cái cô bé này nữa, suốt ngày mơ mơ tưởng tưởng, đêm thì mơ, ngày thì ngủ gà ngủ gật trên công ty. Em đến đây để là làm việc, thế cuối tháng em nhận tiền lương không thấy xấu hổ à? Sao chị lại mắng em? Không mắng em thì mắng ai? Đấy, em thấy chưa, người chị tốt bụng của em đấy. Ông có thích thân dầu bọn lửa không? Thôi trời ơi, đi làm mà ngủ cũng không được yên nữa. Nào, cãi nhau thì chó mèo ầm ầm hết cả lên. Ai là chó? Ông nói ai là mèo? Ông bảo ai là chó? Chả ai là chó mà mèo à? Ông bà cãi nhau như con chó mèo cãi nhau ấy. Mà ông bà biết mỗi lần ông bà cãi nhau thế là ầm 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 lên. Rồi các phòng khác nó nhìn vào phòng mình, còn gì là thanh danh của phòng 5S nữa. Đánh đồng hết tất cả mọi người nữa. Hay, hôm nay ông nói rất hay, rất chuẩn, rất tốt, rất là... Chính xác hả? Ông là đàn ông ấy, ông im mồm một phút được không? Suốt cái bà là mẹ, như đàn bà ấy. Bà xem lại cái bản thân của bà đi, đừng có giận quá rồi lại mất khôn. Có ngày nào bà đến công ty mà không lôi cái gương của bà ra, soi soi, chất vấn. Không hả? Thế thì được. Tôi cá với ông luôn, một ngày tôi sẽ không soi gương, không diện quần áo đẹp, không chải chuốt. Ok, bù lại ông sẽ phải im lặng cả một ngày. Nếu như tôi thắng, chúng ta sẽ có một bữa đi ăn đồ nướng, và ông sẽ phải ngồi bằng bốn chân để nhìn bọn tôi ăn. Khủng khiếp quá. Thôi. Thôi. Thế nào? Đàn ông đại trượng phu, chỉ dám thua không dám phát. Tôi cũng đang nghĩ, nếu bà thua thì bà cũng phải ngồi thu lu trên cửa sổ nhìn bọn tôi ăn. Thế nào? Được, tôi đồng ý. Tất cả chúng ta mài răng để chuẩn bị ăn đồ nướng nhé. Yeah. Này chú, ông theo phe ai đấy hả? Tôi đi ăn đồ nướng. Thì chẳng làm chứng thì mất hết cả hứng. Em sẽ làm chứng. Làm chứng được. Sao chị phải hy sinh đến mức này? Hy sinh á? Hy sinh cái gì? Mặt chị trông kinh lắm à? Từ sáng giờ có được soi gương đâu. Không. Kinh lạ. Kinh lạ, kinh lạ. À mà thôi, đồ nướng ngon lắm chị ạ. Ngon, bổ, lại không rẻ. Fan cao cơ mà. Chị em phải cố lên. Ăn hết luôn. Ông ơi, tối nay mình đi ăn rồi đấy. Mơ. Đêm xuống ăn uống. Đúng rồi. Ông thấy tôi thế nào? Vẫn ổn chứ? Bình bình thường. Có xinh không?
xinh. Ừ, nhiên, tôi là chị xinh. Không trang điểm thì chỉ kém xinh thôi. Bản chất nó là không xấu được. Chị xinh nhở? Xinh. Phan, tiền trà chanh với cả nem nướng hôm qua dưa góp, dưa góp. À, anh tính nhá. Hai người, à đâu, ba người ăn hết 201. Vị chi là em 90.000. Anh em lọt sàn thì xuống lia. Lo gì nha, anh lia lia. Ý Phan nói là Phan trả hẳn 70% tổng số tiền luôn. Ôi thế ạ, à? Được, được, được. Thế cũng được. Làm sao? À, tôi xin lỗi 100% luôn. Ôi thì 100% à? Đây, hai suất là 140. 150 khỏi thối. Ôi thế ạ, à? Cảm ơn. Thế bây giờ anh phải ra ngoài có tí việc. Thế cả phòng làm việc chăm chỉ nhá. Vâng. Anh đi Phan nhá. À, ý của bạn ấy là quyết tâm làm việc, không để cho sếp phụ lòng. Tốt. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm lên. Quyết tâm. Trời ơi, lớn rồi chứ không phải là trẻ con đâu mà để người ta cướp tiền trắng trợn trước mặt như thế này mà không biết bảo mình nói. Này, ví chẳng còn tiền đâu. Thôi, chấp nhận đi. Chị Cam Linh, em mua được một đống đồ giảm giá này. Ôi, đẹp cực. Xem đi. Trời ơi, cái này chị mà mặc thì chắc là tuyệt vời nhỉ. Chị ấm thử đi, em lấy gương cho chị soi. Chị ngọc. Ôi. Có người lại tưởng là sắp được thắng đấy. Cất mấy cái thứ vớ vẩn này đi. Ít nữa đi ăn khao, chị mặc đẹp hơn thế này nhiều. Ôi, tí để chị thua. Không được soi gương mà. Mời vào. Chào chị. Chị ơi, cho em hỏi ở đây có anh Phan không ạ? Phan hả? Dạ, anh Phan nào nhỉ? Phan nào nhỉ? Không, phòng chị không có ai tên Phan cả. À, anh Phân. À, chắc là chị toàn chat trên mạng với anh ý mà viết không giàu đúng không? Hay là có chút nhầm lẫn? Ừ, để chị gọi cho. Đang lù lù một đống trong kia kìa. Phân ơi, Phân ơi, đang lại cân gặp mặt nhá. Anh... Cái gì anh làm ra? Sao? À, bạn chị nó hẹn gặp em 5 giờ. Bạn chị nó bị tật từ bé. Có nói được đâu. Thế sao mà lại hẹn em nhỉ? Đấy, thấy chưa? Đã bị tật rồi mà lại còn hẹn người ta không nói câu nào cả. Thế là vừa coi thường vừa không tôn trọng người ta đấy. Rồi đấy, coi thường. Em gặp lần đầu đúng không? Mà qua Facebook chứ gì. Ôi, tội nghiệp em. Lần sau phải kiểm tra kỹ trước khi gặp nhá. Cái gì mà ra vậy? Tôi đã nghe rất nhiều về anh. Tôi không dám tin. Bây giờ mới biết là mình ngu ngốc. Anh làm thế là coi thường nhau quá đấy. Đừng bao giờ hẹn gặp tôi nữa. Nói đi. Ôi trời ơi là trời. Sao lại áp bức người quá đáng như thế chứ? Ai đây? Ra cho người khác còn vào. Nói rồi phải không?
Hóa ra mấy người vào hùa với nhau. Ô, là đàn ông nói là phải làm được, không người ta khinh cho, kinh lắm. Có ai bảo là không làm chưa? Làm thì làm, ăn thì ăn. Còn bà ấy, bà xem lại cái bộ mặt của bà đi. Bộ mặt của tôi làm sao? Mặt chị làm sao? Xinh. Đương nhiên, lúc nào mà chẳng xinh. Ui dồi, này này này, cô là... sao em... À mà thôi, đang có ai chờ em ở dưới phòng lễ tân ý? Ôm một bó hoa to đùng. Mà anh bảo lên đây gặp em thì người ta lại nói là sợ làm phiền lúc em làm việc. Mà tên là gì ấy nhỉ? Cái gì Bi ấy nhỉ? Tuấn Bi. À đúng rồi, Tuấn Bi. Ủa thế à? Em gửi đơn phương, anh giờ đi du học về. Ủa thế à? Ở dưới đấy ạ? Em đi sớm luôn nhé. Trông mày xinh kinh. Anh về lúc nào mà không thông báo cho em để em cũng chuẩn bị đón tiếp anh. À, anh nghĩ là em bất ngờ. Em rất thích những người làm em bất ngờ. Em là Kiều Linh mà anh vẫn hay chat đấy sao? Nhiên, okay. Anh ơi, đây là Kiều Linh mà mình vẫn hay chat đấy sao? Thì như thế này là treo đầu dây bắn thịt chó rồi. Tôi xin lỗi, chắc có lẽ tôi nhầm. Xin chúc mừng. Tuy tôi là kẻ thua cuộc, nhưng tôi thua trong sự phấn khởi. Còn bà thắng ấy, bà thắng trong sự đau khổ. Cầm cái gương này và soi bộ mặt thật của bà đi. Tôi thua rồi, lo gì?